Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Ni Phật. Kính chào cô Trần Thị Cẩm, Pháp Vân Diệu Thu. Thông trước có nhận được hai hôm trước cái email của cô hỏi bạch thầy cõi địa ngục này có hay không. Sao con nghe những vị giảng sư có học vị rất cao nhưng mà chỉ nói là có hai cõi, là có cõi người và cõi súc sinh, còn các cõi khác thì các vị đó đều phủ nhận. Và cô có hỏi email thông trước là có cõi địa ngục hay không và có cái cảnh giới còn lại bốn cảnh giới đó hay không. Kính thưa cô Diệu Thu, thông trước hôm nay đi trình bày với cô Diệu Thu những gì trong kinh Phật nói là có hoàn toàn sự thật. Lục đạo luân hồi, chẳng hạn như kinh Địa Tạng hay là kinh Nikaya, Đức Phật đều nói tuy rằng những vị nào học vị càng cao bao nhiêu thì nghĩ đời bây giờ cũng còn là phàm tăng. Thành ra Đức Phật dạy chúng ta là con Phật, dù tại gia hay xuất gia, chúng ta nên tìm gần gũi như thị thiện như thức. Xin thưa, con mắt Ngài chứng ngộ, Ngài thấy, Ngài mới nói lại những điều đó cho chúng ta. Và trong kinh bàn bạc khắp nơi, dù bên Nguyên Thủy hay bên Đại Thừa cũng đều nói có lục đạo luân hồi. Thì cô hỏi là có địa ngục hay không, có các cảnh giới kia không. Thông tiếc xin thưa với cô rằng bây giờ thì còn phàm tâm, chưa mở chuyên nhãn, nhưng thông tiếc đi theo kinh của Phật nói là chắc chắn là có. Và thông tiếc sẽ trình bày là tại sao có cảnh giới địa ngục, cảnh giới của ngạ quỷ. Xin thưa, nếu tại đây mà chúng ta nói tôi không thấy cái khám, cái treo, tức là cái ngục của thế gian, tôi không tin, chừng nào cho tôi thấy thì tôi mới tin. Thì xin thưa hỏi các anh cảnh sát, các anh cũng không có dẫn mình vào đó được. Dù là cảnh sát, nhưng mà cảnh sát phải có cái nhiệm vụ của canh giữ ở trong cái khám đó, trong ngục đó mới vào được. Và kinh Địa Tạng Đức Phật nói rằng nếu mà muốn vào được thì phải có thần thông hoặc là có nghiệp lực mới có vào được, phạm tội mới vào được. Thành ra trong kinh Địa Tạng Đức Phật nói rõ có cảnh giới địa ngục nào rất rõ. Và địa ngục là nhiều khi thật ra mà nói, ở đây chúng tôi trình bày những cái phần để gì thấy khi mà giới khoa học đã chứng minh rằng trong vũ trụ này năm 64, 65 các nhà khoa học của thế giới, Anh, Mỹ và Liên Xô cũng đồng nhìn nhận có những cái cảnh giới mà không có truyền cái năng lượng cho mình mà mình không thấy được. Chẳng hạn bây giờ chúng ta thấy một cái chiếc xe hay cái nhà, chiếc máy bay thì ánh sáng từ cái xe đó, cái nhà đó đến vào mô của ta thấy. Còn cái ánh sáng mà không có phát sáng được, không tới mình đó thì mình không thấy. Và ánh sáng phát sáng đó tiếng Anh gọi là luminous matter. Và cái ánh sáng mà cái vật chất mà không phát sáng đó gọi là dark matter. Thành ra những cái vật chất mà phát sáng đưa tới bóng mô mình, tới mắt mình thấy. Và có những vật chất nó không phát sáng đó, mà không đưa tới bóng mô mình không thấy. Xin thưa trong vũ trụ này có 3/4 là những cái dark matter, 3/4 là những vật chất không phát sáng, chẳng hạn black hole, và chỉ có 1/4 là phát sáng gọi là luminous matter. Cho nên tại sao chúng ta không thấy địa ngục? Thôi chúng tôi nói gần nhất, tại sao chúng ta không thấy ma? Ma, con người mình cấu tạo bằng tứ, Đức Phật nói bằng tứ đại hay là thất đại. Nhưng mà ánh sáng mà tại sao mình thấy người này kia là ánh sáng từ cái người đó đó phản xạ vào bóng mô mình, vào mắt mình thấy. Còn những cái thần trung ấm hay là thần thức nghiệp thức đó, nó cũng có thân, nhưng mà thân của nó đó, đó là xuyên suốt bằng những cái chất rất là mịn, ánh sáng đi qua xuyên qua không có phản xạ, cho nên mình không thấy. Cho nên mình nói là ánh sáng đó nó không thấy ma, tức là không thấy, không tin là có ma, nhưng thật có những cảnh giới đó hết, vì có năng lượng có đầy đủ hết. Thì mong rằng mình học Phật, cái gì Phật dạy trong kinh cái đó là chính xác, mình nên tin. Còn những vị sau này dù học lực cao bao nhiêu nhưng mà vẫn còn phàm tâm, nói theo cái trí ức đoán của mình thì xin đừng nghe. Cái gì kinh điển trong Tam Tạng kinh điển Phật thì cô nghe, thông trước quả quyết với cô rằng có cõi lục đạo luân hồi, từ cõi dục giới là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, tới Atula, tới người và tới cõi chư thiên. Và lục đạo này có mắt thường chúng ta chỉ thấy có hai đạo thôi, là người và thú vật, còn ngoài ra các đạo khác mình không thấy. Địa ngục mình cũng không thấy, ngạ quỷ mình cũng không thấy, và Atula mình cũng không thấy, và chư thiên mình cũng không thấy. Chính ngạ nan còn phàm tâm cho nên Ngài cũng không thấy. Có những lần mà chư thiên xuống và Đức Phật thuyết pháp và ngạ nan còn hỏi lại. Thì mong rằng với những cái lời giải thích này cô có niềm tin
và cô tin theo kinh Phật và cô tu, khi nào chứng quả cô sẽ thấy rõ ràng. Còn bây giờ dù ai nói cái gì mình đừng nghe, nghe theo lời Phật đi. Cho nên chư tổ thường dạy là dù ai nói ngã nói nghiêng, lòng ta vẫn giữ như kiền ba chân. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin chào cô.